Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về cây trầu bà Nam Mỹ hay còn gọi là trầu bà lá xẻ. Trầu bà Nam Mỹ này xuất hiện ngày càng nhiều trong các ngôi nhà mang kiến trúc châu Âu, thường được chọn trồng làm điểm nhấn cho các góc vườn trong nhà hay nơi giếng trời. Việc lựa chọn trầu bà Nam Mỹ sẽ rất hợp xu hướng, góp phần tô điểm thêm cho không gian sống trở nên hiện đại và sang trọng. Về mặt phong thủy, cây tượng trưng cho cuộc sống lâu dài, tôn vinh sự trường tồn. Ngoài ra, trầu bà Nam Mỹ còn được sử dụng để mang lại hạnh phúc, kết nối những giấc mơ lớn. Hơn nữa, điểm nhấn của cây là từng chiếc lá mọc ra như những trái tim xuất hiện, thể hiện một sự ấm áp và một tín hiệu tốt lành. Chiếc lá càng tròn trịa, nhiều khía thì lại càng hanh thông. Với vẻ ngoài khí phách, những tán lá xum xuê và sở hữu nét độc đáo riêng. Tán lá đó lại còn là một hệ thống lọc không khí vô cùng tuyệt vời, thì không lý do gì bạn không chọn một chậu trầu bà Nam Mỹ trang trí thêm cho ngôi nhà thân yêu của mình. Giờ thì chúng ta tìm hiểu cách chăm sóc để có một chậu trầu bà Nam Mỹ với những chiếc lá xinh đẹp và bền bỉ theo thời gian nhé bạn. Giờ mình trồng cây này vào một chậu sứ nhé bạn. Cây lá to, nặng, do đó bạn cần trồng chậu sứ để độ nặng của chậu làm cho toàn bộ cây trông vững vàng hơn. Lỗ thoát nước to, bạn nên sử dụng một viên đá để chặn bớt, tránh tình trạng đất tuôn ra nhé bạn. Hãy sử dụng đất khoai mục, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng để trồng nhé bạn. Mình đổ một ít đất vào đáy chậu để chuẩn bị đặt cây vào. Đất lót này mình để xốp tự do, không nén lại nhé bạn. Cây có một cọng rễ khá dài, do đó bạn đặt cây vào chậu hãy khéo léo để tránh rễ ấy bị gãy nhé bạn. Ban đầu khi lót đất dưới đáy chậu, mình để xốp tự do là nhằm không làm đất bị phân lớp, giúp những sợi rễ của cây dễ dàng di chuyển vào phần đất ấy trong quá trình sinh trưởng. Bạn hãy thêm đất vào, vừa thêm vừa ấn nhẹ tay và điều chỉnh cây sao cho cây được thẳng đứng trong chậu nhé bạn. Chậu cây sẽ đẹp hơn khi bốn chiếc lá này sát lại gần nhau hơn nữa nhé bạn. Do đó, mình dùng dây để kéo chúng sát lại gần nhau. Ở đây mình kéo ở phần sát gốc nhằm trông thẩm mỹ hơn. Bạn cũng có thể kéo ở phần giữa của thân, hay dùng cây ghim để nâng từng chiếc lá thẳng đứng hơn cũng được. Mình cố tình đổ hạt đất sét trang trí qua sợi dây. Khi nào lá cây đã đứng lại, mình cắt bỏ phần dây và lấy bớt đất sét ra nhé bạn. Khi mới trồng xong, bạn chỉ nên tưới gốc, không tưới lá nhé bạn. Hãy để gốc cây thật sự vững chắc, rễ bám vào đất, thì thỉnh thoảng bạn tưới lá, rửa bụi bẩn. Đây là một chậu cây đã trồng xong nhé bạn. Sau một tháng, những cọng lá đã khép lại gần nhau hoàn chỉnh. Mình cắt bỏ phần dây cột hôm trước nhé bạn. Giờ mình cũng lấy bớt hạt đất sét trang trí ra. Trầu bà Nam Mỹ khi cây còn nhỏ, những chiếc lá chưa có những lỗ trống hay xẻ ra. Sinh trưởng theo thời gian, những chiếc lá càng ngày càng đẹp hơn nhé bạn. Trong môi trường thiên nhiên với những chiếc lá phía trên, chúng to ra nhưng có những lỗ trống hay xẻ nhằm giúp những chiếc lá phía dưới nhận đủ ánh sáng nhé bạn. Một sự sắp đặt hoàn hảo.
Bạn thấy chiếc lá này đã bị cụp xuống và khá mềm dẻo. Đây là dấu hiệu của cây đang thiếu nước nhé bạn. Bạn hãy tưới nước cho cây, những chiếc lá sẽ căng cứng lại và xòe ra. Trầu bà Nam Mỹ là một loại cây ưa nước trung bình, không nên để đất quá khô nhé bạn. Tình trạng khô đất xảy ra thường xuyên sẽ làm cây mất sức. Tuy nhiên bạn cần quan tâm đến vấn đề đất, tránh đất thoát nước kém, cây luôn bị ứ nước, rễ cây sẽ úng, không hấp thụ được nước và dinh dưỡng lên nuôi cây và lá được, thì khi đó lá cây cũng bị cụp xuống nhé bạn. Với chậu bạn đang xem, khoảng 5 ngày mình tưới một lần. Về phân bón, mình sử dụng phân tan chậm để bón cho cây nhé bạn. Với dòng phân mình đang sử dụng thì 2 đến 3 tháng mình mới bón một lần. Nếu cây được trồng trong môi trường ánh sáng gián tiếp mạnh thì bạn không cần định kỳ mang cây ra phơi nắng cũng được. Còn ở nơi có ánh sáng yếu, hàng tuần bạn cần mang cây ra nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh hay có nắng sáng nhẹ để giúp cây quang hợp, khỏe mạnh hơn nhé bạn. Khi chậu cây trầu bà Nam Mỹ được khỏe mạnh thì những chiếc lá mới mọc ra mới đủ khỏe và tạo ra dáng đẹp nhé bạn. Do đó với những lúc bạn thấy dấu hiệu cây chuẩn bị ra lá mới, bạn hãy tưới thêm phân dạng dung dịch pha loãng thôi nhé bạn. Và khi cây chuẩn bị bung đọt mà nơi bạn đặt cây có ánh sáng yếu hay không khí không lưu thông tốt thì bạn nên mang cây ra ngoài sân nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh để cây bung đọt tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thân chào các bạn.